Hi, xin chào các bạn, mình là Kim Dung từ bên Vita và phim Nước Hoa Vita. Thì hôm nay mình đang ngồi ở đây với một cái bộ sưu tập cực kỳ nổi tiếng của nhà nước hoa vương giả ở Moet. Cái bộ sưu tập này nó vừa mới ra mắt năm 2020 và mình thấy là nó khá là khác biệt với những chai nước hoa nổi tiếng khác của nhà Moet đang có ở phía sau lưng mình. Thì cái bộ sưu tập này nó tên là Renaissance. Nó gồm có 4 tác phẩm và 2 chai nước hoa dành cho nam và 2 chai nước hoa dành cho nữ. Đây, như các bạn thấy là ở trên bàn mình đang có 2 chai nước hoa dành cho nữ, nó hơi thấp ha. Nó giống như những cái chai nước hoa nữ dành cho nhà ở Moet và 2 chai nước hoa của nam. Thì mình sẽ từ từ mình review cho các bạn mùi hương chi tiết của những cái chai nước hoa này. Và nếu mà mình sẽ cùng nhau mở hộp hai cái chai này luôn hơn, bởi vì hai chai này là mới toanh, mình chưa có mở ra nữa. Thì cái bộ sưu tập Renaissance gồm có 4 cái sản phẩm này thì mình sẽ sáng tạo mà nó gây ấn tượng tốt nhất đối với mình hiện giờ. Đây là chai Minder. Chai Minder này, những cái thiết kế của cái bộ Renaissance này nó rất là đặc biệt, bởi vì nó là hộp giấy và nó có nó giống như cuốn sách vậy đó. Khi mà bạn mở nó ra ha, thì bạn mở giống như bạn mở một cuốn sách này nè, thì chai nước hoa nó nằm trong đây. Đây là chai nước hoa Minder. Đây là có thể nói là chai nước hoa mà mình yêu thích nhất trong cái bộ sưu tập này, và nó nói là cho nam thôi, hoàn toàn nữ mình dùng cũng rất là ok nha các bạn nha. Đây, đây là cái chai Minder. Cái chai Minder này chủ điểm của nó là gỗ đàn hương, Milky Cream đàn hương. Nó là một loại gỗ đàn hương kết hợp với lại nó có một chút cream béo rất là ngậy, rất là ngọt và rất là cuốn mũi. Và đặc biệt thì có thể nói là đây là cái sáng tạo mà mình yêu thích nhất của Amoed, cái bộ Renaissance này kể tới thời điểm hiện tại, tức là chưa mở hai chai này ra nha. Thì hai chai này mình thích chai Minder này hơn ha. Thì như mình nói rồi, những cái sáng tạo trước của Moet đó là nó sẽ có cái hộp mà mình mở là như vậy nè. Đây là chai Lyric ha, chai Lyric Man, nó là cái hộp mở ra như vậy. Còn cái bộ sưu tập mới này, nó là một cái thiết kế hình cái cuốn sách, nó khá là đặc biệt đúng không? Nếu mà chai Minder nó chủ điểm là gỗ đàn hương Milky Cream, đàn hương cream béo, thì cái chai Enclave đây, chai này chai Enclave nè, chai mới này của Moet đó, thì cái mùi hương của nó là chủ điểm là bạc hà. Bạc hà nó làm rất là đẹp, bạc hà nó làm rất là đẹp, nó quyện với thuốc lá khô. Đây là một cái chai nước hoa mà lên da của cả nam và nữ, thật là khó giải thích không? Tại vì nhà Moet này trước giờ trong suy nghĩ của mình đó, nó là làm nước hoa cho nam mà rất là unisex, nữ cũng hoàn toàn có thể dùng được. Và những cái sản phẩm cho nữ á, thì nó cũng có một chút cái nam tính. Nếu mà các bạn nam mà sử dụng nước hoa dành cho nữ của Moet cũng rất là ok, không sao hết. Ok, sơ qua về hai cái tác phẩm này như vậy nha. Mình sẽ nói đến cái trọng tâm chính của ngày hôm nay, tức là mở hộp hai chai Crimson Rock và chai Azure, là hai chai được nói là dành cho nữ của nhà Moet. Thế các bạn thấy ha, những cái chai nước hoa cho nam thì nó màu xanh nè, nhìn nó hơi men một chút. Còn những chai nước hoa dành cho nữ thì nó màu hồng, màu đỏ rất là đẹp. Mình sẽ mở chai Crimson Rock này trước ha. Đây là một cái chai nước hoa mà nó khá là hiếm gần đây. Mình cũng chưa thấy nhiều người sở hữu cái chai nước hoa này lắm. Và đặc biệt là đối với những chai nước hoa của Moet thì mình có cái tem ở trên đây nha các bạn nha. Tem ngay chỗ mình mở này. Mình sẽ mở ra thử coi. Nếu mà các bạn thấy hôm nay cái background mình quay có lạ lạ thì chút là thì hôm nay mình đi qua nhà một nữ đại gia chơi nước hoa hả? Bạn này sưu tập nước hoa rất là kinh, cái bộ sưu tập mà mấy con thú mấy trăm triệu là hôm bữa mình quay ở nhà bạn này. Thì hôm nay cũng là cơ hội mình ghé qua nhà bạn đó nên mình mới được thưởng lãm cái bộ sưu tập mới của Moet này. Bởi vì thật ra thì những cái sản phẩm mà nó mới ra, giá thành của nó rất là đắt, những người sở hữu của nó cũng thực trạng là ít nữa. Ok, mình mở ra được cái seal rồi. Như mình nói ha, nó thiết kế hình cuốn sách nha các bạn. Đây, mình mở nó ra, rất là đẹp đúng không? Chai Crimson Rock này, đây, siêu đẹp luôn. Lấy chai nước hoa Crimson Rock này ra, mình sẽ xịt thử nha, mình sẽ xịt thử một shot. Như các bạn thấy, như mình nói rồi ha, những cái chai nước hoa dành cho nữ thì nó thấp như thế này nè, còn những chai nước hoa dành cho nam thì nó cao. Đây là đặc điểm để phân biệt hai dòng dành cho nữ, For Men và For Women của Moet ha. Cái nắp hít nè. Cái nhà Moet này họ thiết kế cái chai nước hoa rất là tinh xảo và rất là cầu kỳ như các bạn thấy ha. Thì ở trên cái phần nắp của nó có một đính một cái viên đá lấp lánh nè. Nắp hết nè, thả xuống nè. Trông thích ha. Ok, sẽ cùng nhau ngửi thử nè. Mùi thuốc lá. Đây là một cái loại mùi thuốc lá.
thuốc lá được làm với hoa hồng và quế. Ok, thuốc lá, hoa hồng và quế nha các bạn nha, thuốc lá, hoa hồng và quế. Thì trước đây thì giữa hai cái chai Crimson Rock với lại chai Ashore. Ashore này tên tiếng Việt của nó có nghĩa là bên bờ ha. Mô tả cái chai nước hoa này là bình minh trên cửa biển. Đây là một cái chai nước hoa chủ điểm hoa trắng, bởi vì mình đã có tìm hiểu về nốt hương của những cái chai nước hoa này trước khi mình mua nó. Đúng là khi mà Dung mà Dung mở nước hoa đích là lúc nào cũng rung 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 ha. Nước hoa của người của đại gia đến đại đại gia kêu là xé đại đi, còn mình thì không dám xé, mình giữ siêu cho nó đẹp, mai mai mốt mà lỡ bạn nào có mua gốc á thì nó là lúc nào nó cũng đẹp như mới ha. Ok, mở được rồi. Cái chai nước hoa Asho này đây, nó màu hồng nha, nó màu trắng không phải màu hồng, cái vỏ nó màu hồng, chân chai nước hoa nó màu trắng ha các bạn ha. Chai Asho, ok. Rồi, những cái bộ sưu tập mới này thiết kế rất là đẹp ha các bạn ha. Mình sẽ xịt thử nha, bởi vì mình rất là tò mò về cái mùi này. Cái chai Asho này nó chủ điểm là hoa nhài. Cái chủ điểm là hoa nhài. Thì trước giờ mình là một fan của hoa trắng nên vậy nên là những cái sáng tạo mà chủ điểm hoa nhài mình có rất là nhiều. Ví dụ như Jasmine 17 của Le Labo ha, List 41, Narcotic, V của Natsumato. Một cái mùi hoa trắng, một cái mùi hoa trắng với lại tiêu hả? Đúng rồi, một cái mùi hoa trắng với lại gia vị. Thật ra thì những cái bộ sưu tập mới của Moët này á, mình nói nó nốt hoa nhưng mà nó không dễ ngửi giống như là List 41 hoặc là Jasmine 17 của Le Labo đâu. Những cái chai nước hoa này nó mang đậm tính cách của Moët. Tính cách của Moët đây nó làm hương hoa theo kiểu cổ điển, mùi ngửi rất là sang trọng và vương giả. Ok, thì mình sẽ review sơ về cảm nhận cá nhân của bản thân mình. Thì giữa hai chai này thì mình sẽ chọn chai Assure, bởi vì mình cảm giác mình thích cái mùi hương này hơn. Mùi hương này nó nữ nữ tính hơn. Và nếu với một cái chai Crimson Rock chủ điểm là hoa hồng và thuốc lá như thế này thì mình nghĩ rằng là các bạn nam xài cũng rất là ok ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của mình ngày hôm nay. Bye bye.